hôm nay thanh thanh gió đưa cảnh mướn mát và áo làn mây xanh bay quanh anh mừng hồng chiếu xuống niềm tin. Quý vị, trong chương trình phóng sự hôm nay thì Phạm Khanh đang có mặt tại thành phố Palm Valley, tại nhà của nhạc sĩ Lam Phương. Quý vị thấy thì sau lưng Phạm Khanh đây đó là tất cả những bạn bè thân hữu đang phải nói là tập trung phía trước của căn nhà nhạc sĩ Lam Phương để mà chúc mừng sinh nhật ông và cũng như là ghi lại những cái bức ảnh kỷ niệm trong cái dịp đặc biệt này. Em xin mời ca sĩ Ngọc Hà là phu nhân của giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Em mời cô. Chim non cũng tan như đoàn chào thế gian chúng ai vừa tìm được bên mơ cho đôi sống hai nên đôi bạn hiền đến để nghe con khóc vui triền miên lời ru trong đêm vắng với tình thương chứa chan còn mong ước gì thì đây là anh Chi đại diện cho nhóm các anh chị em trong nhóm rồi là Tân Văn ngày hôm nay thì đến mừng sinh nhật nhạc sĩ Lam Phương. Xin anh có đôi lời với quý khán giả và cũng như là đối với nhạc sĩ trong cái ngày hôm nay thưa anh. Và hôm nay là ngày lần thứ tư mà chúng tôi thành lập để mà giúp lần này bước đây của nhạc sĩ Lam Phương. Năm nay là năm thứ tư rồi, tôi làm từ năm 78 đến 80, 81. Thì năm nay là nhạc sĩ được 81 tuổi. Thật ra anh Việt Hải là người con trai đầu đàn của cái nhóm. Thì có nhà ý là hôm nay được mời tất cả thân hữu, những người thân tình của nhạc sĩ Lam Phương đến để chúc mừng tuổi 81 tuổi của nhạc sĩ Lam Phương. Thành ra chúng tôi đến tại tư gia của nhạc sĩ Lam Phương để mà chúc mừng nhạc sĩ ngày hôm nay. Wow. Quý vị, đây là nhạc sĩ Lam Phương năm nay thì chúng tôi được biết là ông đã 81 tuổi rồi. 18. Ông nói là ông mới có 18 thôi. Xin lỗi chú. Dạ vâng. Đầu tiên thì con xin chúc mừng sinh nhật ông. Như ông mong muốn là ông nói là 18. 18 tuổi là 80. Sinh nhật anh. Sinh nhật anh. Dạ vâng. Cô đây còn nói là phải sinh nhật anh thì nhạc sĩ mới chịu. Cũng được. Dạ. Xin nhạc sĩ có đôi lời với tất cả các anh chị em có mặt trong ngày hôm nay ạ. Dạ tôi đầu tiên là tôi không làm tất cả anh chị đấy là sinh nhật, nhưng mà tôi không biết nói gì hơn là sinh nhật nữa. Cảm ơn tất cả anh chị rất là rất là thường thường đó là con nghe nói rằng là đến một ngày sinh nhật thì người ta là mong ước một cái điều gì đó, thì không biết là với tuổi của nhạc sĩ bây giờ thì cái mong ước của nhạc sĩ là gì ạ? Dễ lắm, mong ước là sống thêm được 2 năm để gặp anh chị là điều quý của tôi. Chưa đủ. Thưa anh biết là ước mơ thầm kín của nhạc sĩ Lam Phương là trong năm nay sẽ gặp một người phụ nữ nào đó. Không, nói giùm cho chú đó. Cái đó không dám, không dám nghĩ tới. Giờ hết tin rồi. Để an ủi tuổi già. Và cho anh hết một mình. Ngắm nhà sóng vỗ từng lớp xa bọt tràn theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua biển không biên giới vẫn tình yêu
mây xanh sáng lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em màu sầu là ngã một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế gian, lánh xa ưu phiền đắng cay tràn ra. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình. Vì đặc biệt trong cái chương trình mừng sinh nhật của nhạc sĩ Lam Phương ngày hôm nay thì chúng tôi có sự hiện diện của anh John Tạ, giám đốc công ty Princess Lifestyle, cũng như bác sĩ Morita và Lưu Mỹ Linh đến đây để mà chúc mừng sinh nhật cho nhạc sĩ. Xin mời bác sĩ. Dạ, trước hết tôi thăm anh Lam Phương, mấy chục năm mình gặp lại lúc nào cũng khăng khít với nhau. Lam Phương, Nhật Hải là hai người đầu tiên đó ha. Thì hy vọng là anh sống thêm 15-20 năm nữa, khỏe mạnh. Đó là tất cả trên chúng tôi mừng được như vậy thôi Lam Phương. Vâng, xin mời anh John Tạ chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ. John Tạ rất là hân mừng được tới tham dự sinh nhật của nhạc sĩ Lam Phương. Chúc bác trăm năm tuổi dạ. Nhân dịp này thì chúng tôi thấy là công ty Princess Lifestyle cũng có một cái phần quà đặc biệt gửi tặng cho nhạc sĩ Lam Phương. Đây là phần quà gì đây bác sĩ? Trong này có cái đông trùng hạ thảo, linh chi, với lại những cái thuốc bổ cho anh uống cho nó sống trường thọ, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ đó. Phương hy vọng là với những cái loại thuốc dược thảo này nhạc sĩ sẽ khỏe hơn. Hết bệnh. Tương lai đường trắng ta cùng bước, siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Anh là anh Bảy không? Xin mời anh Bảy. Phải nói là anh Bảy là người mà giúp đỡ nhạc sĩ Lam Phương trong những cái lúc và khó khăn. Cho em xin lại gửi cảm ơn tất cả anh chị em bữa nay có mặt ở đây, thành ra cũng làm cho vui mừng cho anh hai. Thành ra em sẵn cũng chúc cho anh hai là bon anniversaire. Rồi sống dài hoài, sống hoài, sống thêm 10 năm nữa. Dạ vâng. Rồi chúc cho anh hai cũng có tình yêu mãi mãi. Gặp người đẹp. Thì anh, cái cuộc sống hàng ngày của nhạc sĩ hiện giờ thì như thế nào thưa anh? Thì em nghĩ anh thì cũng khỏe, thành ra cũng có anh chị em ở ngoài khán giả này kia, người ta cũng tổ chức làm sinh nhật này kia cho anh vui, thành ra tụi em cũng mừng. Dạ. Thành ra thôi, thì cuộc đời của mình mà sống chỉ có một lần thôi. Thành ra tụi em rất là vui mừng, bây giờ anh cũng sống chung á. Dạ. Thành ra ráng take care cho anh. Vâng, tôi xin chúc mừng sinh nhật Lam Phương. Thật ra tôi và Lam Phương có gặp nhau, có quen biết nhau từ 1960 mấy lần. Nhưng mà không có liên lạc với nhau thường thôi, mình vẫn kính, vẫn nể và vẫn quý. Và bây giờ cũng còn được ngồi gần anh Lam Phương như vậy cũng quý lắm. Xin chúc Lam Phương sống khỏe, sống trẻ, mới 18 tuổi thành ra còn sống lâu lắm. Cảm ơn chú. Dân chúng thấy vui trong hạnh phúc và đôi tay thân yêu sẽ là luôn sống của đời ta. Khi cùng